Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ ghi tiêu đề môn văn bằng các bút highlighter cũ của mình. Và các bạn đã chuẩn bị vào năm học mới chưa? Thì hãy chuẩn bị đi nhé. Bây giờ đang rảnh ấy, các bạn nên chuẩn bị mọi thứ đi. Và những cái bút highlighter của mình ấy thì nó khá là lâu rồi. Cái bút mình đang viết thì niên đại của nó đến 4 năm tuổi rồi các bạn ạ. 4 năm tuổi rồi đấy mà nó vẫn chưa hết mực. Mình cũng không hiểu vì sao tại sao. Lý do là mình viết nó rất là ít ấy, hoặc là mình làm dùng nó rất là ít ấy các bạn. Nên nó được 4 tuổi rồi ấy. Nên là các bạn có thể thấy bên ngoài của nó đã bị bong chóc hết tất cả mọi thứ rồi. Mình xin lỗi nói nhưng mà nó đã ở bên mình rất là lâu rồi đấy. Với những con đỗ nghèo khổ thì mình biết rằng là các bạn không có quá nhiều tiền để mua bút brush đâu. Mình đã nhắc rất là nhiều trên video rồi. Nếu mà chúng ta thuộc hộ nhà tranh, nhà lá hay là nghèo rất cộng mồng tơi và không có cộng mồng tơi để ăn thì các bạn hãy sử dụng bút highlighter để có thể viết những tiêu đề đẹp. Các bạn có thể dùng bút highlighter để có thể viết chữ calligraphy hoặc là biến tấu những cái kiểu chữ để cho các bạn thấy đẹp mắt hơn và thấy cảm giác như viết xong thấy mình cảm thấy như là mình cũng thấy ổn rồi. Có nghĩa là nó không có quá mềm mại được như cái bút brush đâu, nhưng mà có rất là nhiều bạn rất là giỏi ấy, viết cái bút highlighter mà kiểu chữ nó rất là mềm mại giống y như là bút brush luôn. Mình cảm thấy như là khâm phục mấy bạn ấy. Có thể là mấy bạn ấy luyện tập rất là lâu rồi ấy, hoặc là các bạn ấy có năng khiếu về viết chữ ấy, nên là các bạn ấy viết rất là đẹp luôn. Cái phần đề bài này mình ghi sai tên tác giả là Vũ Đình Liên, không phải là Ngô Sĩ Liên nha các bạn. Các bạn hãy cẩn thận và lưu ý nhé. Khi mà sai tên tác giả, mình xin lỗi tác giả rất là nhiều. Tiếp theo là một minh chứng ghét của nào chửi trao của đấy. Và hồi mà mình mua đống bút về, trong tất cả các đống bút mình rất là thích, có một em này nó 5 hay 6 ngàn rồi đấy. Viết nó kiểu bột bột, mình ghét kinh khủng ấy. Thế là mình quăng ở đống bút, sau một khoảng thời gian mình cứ mang ra mình viết hoài, viết nó hoài ấy. Không biết lý do tại vì sao nữa. Xong bây giờ mình thích màu của nó luôn. Và kiểu chữ này thì mình sẽ viết, các bạn để khoảng trống ở phần giữa nhá. Sau đó thì các bạn viết cái chữ cho nó vuông vuông và kéo dài ra, nhìn cho nó đẹp. Theo đó thì các bạn lấy một cây bút viền chữ vào bên trong nhé. Bây giờ mình không thích đổ qua phải, đổ qua trái, đổ trên, dưới, mà thích đổ ở bên trong, ra bên ngoài. Mình không hiểu lý do tại vì sao cả. Một cây bút và các bạn kéo chữ cô tô nhé. Mình kéo bị lỗi ở phần giữa nhưng mà mình kiểu như đập tim đập thịt cô, xong rồi đập tim đập thịt tơ. Và ghi thêm tác giả nhé. Tiếp theo đó là một kiểu chữ dài dài vuông vuông rồi, thì bây giờ là một kiểu chữ tròn tròn một chút. Cái này thì mình lấy ý tưởng từ cách mà các bạn viết chữ hàng ngày thôi. Nó là một cái tiêu đề. Bởi vì mình biết là khi mà các bạn học ở trên lớp ấy, sẽ không có thời gian để viết tiêu đề nhiều đâu. Bởi vì một tiết của các bạn học có 45 phút thôi, viết cái tiêu đề nó rất mất nhiều thời gian. Nên mình mong với các bạn là nếu như mà các bạn có thời gian take note ở nhà thì các bạn có thể viết tiêu đề hoặc là trang trí cái quyển sổ của bạn hay là cái quyển vở của bạn nhìn nó đẹp hơn. Ở trên lớp thì chúng ta không có nhiều thời gian, các bạn có thể tìm một cái kiểu chữ nào đó giúp cho các bạn viết nhanh và có thể tập trung vào việc học hơn ấy. Kiểu chữ này ấy, thì bữa nay thì mình rất là thích đổ bóng bên trong, mình không biết lý do tại vì sao nữa, nhưng mà mình đổ bóng nó hơi kiểu nghiêng nghiêng vẹo vẹo với các bạn. Do kiểu quay video xong rồi vừa nhìn vừa quay ấy, nhiều bạn luôn thắc mắc lý do tại vì sao mà cái mình để cái kiểu quay của mình ấy nhìn hơi khó nhìn. Thì các bạn thông cảm, bởi vì mình không có chân quay, mình chỉ đặt cái góc quay thôi, mình đặt ở trên cái lọ ấy. Các bạn hơi kiểu như là bất ngờ đúng không? Thì đó là sự thật. Và bộ đôi huyền thoại đã xuất hiện. Siêu nhân màu hồng và siêu nhân màu đỏ. Đây là của Thiên Long. Và các bạn có thể mua ở những quán tạp hóa này, ở trường học hay là siêu thị, nhà sách. Nó đều có hết. Bởi vì nó gắn bó với chúng ta khá là lâu rồi. Thì các bạn có thể biến tấu những cái bút highlighter của các bạn để viết được tiêu đề. Mình biết rằng bút highlighter của Thiên Long thì màu nó không quá được đẹp và bắt mắt như các bút brush. Nếu không, các bạn có thể thấy kiểu như là cái bút này nó hơi chói lòa quá, các bạn có thể mua những bút highlighter khác. Có rất nhiều bút highlighter khác ấy, nó rất là rẻ và không quá là mắc với cả đối tượng học sinh. Hoặc là các bạn có thể mua những bút fiber pen, nó cũng rất là rẻ và các bạn có thể take note. Còn đối với mình thì những bạn nào mà ở quê hoặc là ở những cái vùng mà không được tiếp xúc như kiểu là chúng mình ấy, như kiểu là bullet journal hay là những cái kiểu take note, thì các bạn ấy hay dùng bút highlighter để viết. Và mình biết là hồi đấy mình ở quê ấy, thì mình đâu có biết mấy cái bút brush đâu hay là trang trí sổ đâu, chỉ biết là bút highlighter thôi, mà hồi đó dùng màu neon nữa chứ, chói lòa con mắt. Mà khoảng 3-4 năm mà xem lại quyển vở của mình á, bút màu bút neon vẫn còn nữa các bạn, nó vẫn mãi mãi theo thời gian, trong khi những cái
cái bút mà cái chữ của mình á, viết bằng bút bi nó đã nhòe đi rồi, nhưng mà màu bút highlighter vẫn còn. Cái chữ mây và sóng của mình viền lại nó hơi ghê nhỉ. Các bạn nên lấy một cái bút mực đen viền lại nó sẽ đẹp hơn ấy. Và đây là mình sẽ viết cái chữ hịch tướng sĩ. Hịch tướng sĩ thì kiểu như là rất là mạnh mẽ, nên là mình sẽ vẽ theo kiểu là nó múc 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 và rất là chắc nịch ấy. Bởi vì hịch tướng sĩ mà, đúng không? Cái gì mình nghĩ là khi mà các bạn viết tiêu đề, các bạn nên viết theo cái cảm quan của các bạn nghĩ về cái bài học đó, thì nhìn nó sẽ phù hợp hơn. Mình thấy có rất là nhiều bài take note ở trên Facebook hoặc là Instagram, các bạn take note khá là đẹp mà chỉ dùng bút highlighter thôi đấy. Mình rất là thích luôn ấy. Còn bút brush thì mình thấy rất là nhiều bạn làm rồi, và kiểu cả tất cả các kiểu chữ nữa, và các bạn làm rất là đẹp. Các bạn phải luyện tập rất là nhiều thời gian để có thể viết được những kiểu chữ và luyện tập được cái nét chữ như vậy. Và sau khi cái video này nó ra ấy, thì mình bắt đầu nhìn nhận lại bản thân của mình. Mình cứ ý là mình có bút brush rồi, cứ viết thôi. Bởi vì bút brush nó ngòi nó rất là mềm. Và bây giờ mình viết bút highlighter ấy, kiểu nó cứng ngắc cái tay lại luôn. Và cũng khoảng 4 tháng rồi mình không có luyện tập viết chữ. Mình nói thật ấy, khoảng 4 tháng nay tự nhiên cái lúc mà dịch bùng xong rồi mình bị stress rất là nhiều. Giống năm ngoái, khoảng thời gian này giống năm ngoái mình bị stress, mình không hiểu lý do tại sao luôn ấy. Và mình stress xong thì mình lại đi bị cách ly tập trung, xong rồi nguyên một tháng thì không làm được gì, xong rồi về nhà thì lại mới được mấy ngày thì lại đi giãn cách xã hội, xong rồi bây giờ cũng giãn cách luôn rồi các bạn. Nói chung là 3 tháng nay mình ở nhà, và ở nhà thôi, không có đi đâu cả, và mình muốn phát khùng phát điên lên luôn. Và đúng là mình nên nhìn nhận lại bản thân sau một khoảng thời gian mình không chịu học hành và không chịu luyện tập như thế này. Đúng là người ta nói đúng, bỏ một cái gì nó một khoảng thời gian để mà làm lại nó cũng rất là khó. Đổ bể thì rất là nhanh, nhưng mà xây dựng thì rất là khó. Như kiểu là các bạn xây dựng một ngôi nhà nó rất là lâu, nhưng mà các bạn đập thì nó rất là nhanh. Đấy, giống như việc học hay là việc luyện tập cũng vậy. Nếu mà cứ bỏ xong rồi làm lại, bỏ xong rồi làm lại, thì nó kiểu như là cảm giác như là rất là khó khăn ấy. Nếu chúng ta cứ luyện tập từng ngày thì nó sẽ, sau này thì chúng ta thấy cảm giác rất là dễ hơn ấy. Sau khi dịch xong, mình suy nghĩ rất là nhiều về bản thân ấy các bạn. Có thể là do mình không đi với ai, hay là mình ở nhà nhiều quá, bị tự kỷ, không có ai nói chuyện các bạn ơi. Bạn ơi, nếu mà nói thì chỉ có nhắn tin hoặc là video call, mà cũng quá là ít. Cứ ở nhà xong rồi suy ngẫm, xong rồi có khi nào mà mình bị trầm cảm không? Đây là một cái khoảng thời gian mà nó không những là trầm cảm mà giúp cho mình ấy, như kiểu là mình tĩnh lặng, xong rồi ngồi lắng nghe nội tâm của chính bản thân mình, và mình muốn gì, mình cần gì ấy. Và đôi nghĩ suy nghĩ nhiều quá thấy mình phát khùng phát điên lên. Nhưng mà mình nghĩ là mình là một con người tích cực chứ không phải là tiêu cực đâu. Tuy mình là một người hướng nội các bạn, mình là một người tích cực. Mình không hiểu lý do tại vì sao, và mình cũng cảm ơn ông trời, cảm ơn vũ trụ đã cho mình một cái tích cực đến như vậy. Và mình luôn suy nghĩ tích cực mọi thứ, dù mọi thứ có như thế nào, mọi người cũng phải suy nghĩ tích cực. Bởi vì mọi chuyện khi mà các bạn nó đã diễn ra rồi hay đã xảy ra rồi ấy, thì nó cũng qua rồi. Nên chúng ta cần cố gắng cho tương lai, và hy vọng là dịch sẽ ổn và chúng ta sẽ quay trở lại. Và đây là những cái thích notes. À, mình quên ghi tiêu đề môn văn. Và mình sẽ ra rất là nhiều video. Thì các bạn thấy sao? Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.